Xin chào các bạn, mình chia sẻ với các bạn một video này nhé. Không phải về nấu ăn mà mình nói về khi mà các bạn ở trong vùng phong tỏa như mình ấy, thì không phải lo gì cả vì nhà nước đã hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ các nhu yếu phẩm hàng ngày. Như nhà mình nhận được những thứ như đợt này đã được nhé. Này, nhà mình được 10 cân gạo ạ. Đợt trước cũng được 10 cân là thành 20 cân gạo đấy ạ. Đây, một này mình được một túi gạo này 10 cân. Trước mình được hai túi gạo này là mỗi túi 5 cân đấy ạ. Là mình mới 15 ngày thì mình đã ở trong khu vực phong tỏa của thôn Hạ Lôi là đã được 20 cân gạo rồi. Trứng gà là được đợt trước là được 5 quả, nhưng đợt này thì họ cho nhiều hơn là 20 quả trứng gà cho gia đình nhà mình ạ. Dùng với 4 gói bánh xốp này các bạn nhé, và hai chai rửa tay, hai chai nước rửa tay đấy ạ, rất chu đáo luôn ạ. Với giấy ăn cũng cho hai gói, tức là nhà mình là một khẩu, một hộ là 4 người, còn họ cứ tính theo hộ thôi ạ, cũng không biết là hộ có bao nhiêu khẩu. Và một chai nước, đây là nước rửa. Dung dịch sát khuẩn nhé, khử trùng đấy ạ. Và cho một chai dầu ăn 1 lít. Và không thể thiếu nữa là khi mà chị em phụ nữ cũng lại cho cả những cái này, cái thiết yếu tối thiểu mà cũng vẫn có thể cung cấp cho khi ở trong vùng cách ly như thế này nha. Các bạn an tâm, chúng ta cứ ở trong nhà, nếu mà bị như mình đấy cũng ở trong nhà chứ không đi đâu ra cả, nửa tháng nay rồi mình cứ ở trong nhà. Và rau củ quả cũng cung cấp cho đấy ạ, có hôm thì cũng cho 4 cây cải bắp cho khẩu nhà mình rồi ạ. Nên là chỉ có thể mua thêm như kiểu một ít thịt nữa thôi là được, thịt ăn hoặc là một ít cá, một ít gì đó mà khi gia đình thiếu thì mình có thể đi ra ngoài những chỗ bán hàng ấy, nhưng mà là do của xã cử bán hàng bình ổn giá các bạn ạ, thì cũng có đầy đủ các thứ nhu thiếu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Nên là nhiều lúc các bạn cứ phải lo là sợ cách ly không có gạo hay là các thứ ăn ấy, thì không có đâu các bạn ạ. Gạo đầy đủ, như nhà mình 20 cân gạo trong vòng 28 ngày này thì ăn thoải mái. Đấy, các bạn có thể chia sẻ giúp mình để cho mọi người không phải lo nếu mà lắng nhiều quá khi mà bị cách ly hay phong tỏa nhé. Ẩm thực miền quê xin chào các bạn.